mời bạn. Chào bạn Thơ Quang, chào tất cả anh chị Chào em nhé. bạn. Thì cũng lần đầu tiên tham gia kênh của Thơ Quang là cũng vô tình thôi. Thế nhưng mà cũng nghe được các anh em chia sẻ nhiều cái nội dung mà liên quan đến các cái bạn mà ở bên kia. Thì thực ra thì mình cũng cũng có một số cái quan điểm như thế này. Thì mình cũng như Thơ Quang thôi, cũng người dân bình thường rồi mình tìm hiểu mọi thứ thôi chứ mình cũng không có tham gia cái tổ chức chính trị hay là tham gia cái học Đúng thuyết rồi. hay là tìm hiểu về cái gì cả. Đúng Thế nhưng mà mình thấy có một cái rất là hay như thế này. Các bạn ở bên bên kia đó, các bạn cứ bây giờ mình nói ngắn gọn thôi, có cái nội dung thứ nhất đó là mình cũng muốn đặt câu hỏi cho những cái anh mà ở bên kia đó. Anh ấy là một người, một trong những cái ngày đó các anh ca ngợi là quân lực hạng tư thế giới đúng không ạ? Được một chính phủ là Mỹ là số 1, thì cường quốc số 1 thế giới. Đúng rồi. Đó, trợ giúp về người, vũ khí, rồi về ví dụ như là hàng năm là chi hàng tỷ đô la. Thế thì tại sao các anh lại thua một cái Đảng Cộng sản Việt Nam mà người ta rất là non trẻ, người ta thành lập 3 tháng 2 năm 1930 mà người ta lại đánh được các anh, đúng không? Mà các anh thua trận rồi, các anh thua trận xong các anh để lại một cái tàn cuộc mà có lẽ là lịch sử bây giờ hình ảnh vẫn đang còn. Đúng Các thế hệ trẻ người ta có thể nhìn thấy được cái hình ảnh đó là các anh bỏ hết lại những thứ mà các anh có thể bỏ để các anh đi bỏ đu chạy, càng, các anh ra đi. bỏ chạy. Đó. Thế thì bây giờ các anh là một trong những cái tổ chức mạnh như vậy mà các anh thua trận thì các anh lấy cái tư cách gì? Đúng không? Các anh dạy cho Đảng Cộng sản Việt Nam là phải làm gì? Đúng không? Rồi. Bao nhiêu năm qua đất nước chúng ta trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, các anh đã phân tích rồi. Đó, rồi cũng mới hòa bình lại đây, rồi cũng mới hết cấm vận đây và đất nước phát triển như vậy đến ngày hôm nay. Nếu như mà một người Việt Nam bình thường, đúng không? Các anh xóa bỏ thù hận thì đáng ra các anh phải vinh hạnh chẳng hạn. Các anh phải tự hào về dân tộc Việt Nam Chính xác. đã trải qua hàng nghìn năm với những cuộc chiến như vậy và đến ngày hôm nay đất nước của mình, nếu mà nói cường quốc thì chưa phải, nhưng là một đất nước đang phát triển. Và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đang được các lãnh đạo thế giới người ta coi trọng, người ta trân trọng về 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 cái sự phát triển quốc gia và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Rồi. Mà các anh đi các anh chống thì tôi không hiểu các anh chống cái gì. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các anh luôn kêu gọi cho tự do. Tôi nói tự do trước. Đúng rồi, các anh ở bên kia là các anh nói là tự do. Thì các anh có thể lựa chọn Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa thì kệ nhà các anh. Còn chúng tôi ở trong nước á, thì chúng tôi lựa chọn Đảng Cộng sản, đó là quyền tự do của chúng tôi, Đúng đúng rồi, không? đúng. Các anh cứ nói là bưng bô cho Đảng Cộng sản. Để nói cho rõ này, nếu mà nói số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản á, thì đến cái kỳ đại hội 13 vừa rồi nó chỉ chiếm khoảng 5,3 triệu đảng viên trên tổng số khoảng 97 gần 98 Triệu triệu dân số. Đó thì nó chiếm chưa bằng một cái số lẻ đúng rồi. đảng viên. Thế còn lại là người dân thôi. Thế nhưng mà cái số lượng mà bất mãn chế độ mà ăn không ngồi không mà muốn ăn ăn sẵn á, giống kiểu các anh ngày xưa được Mỹ tài trợ thì được bao nhiêu người? Cái bọn dân chủ cuội đó nó không được bao nhiêu người, đúng không? Đếm kể cả các anh ở ở hải ngoại, ở kể cả từ Xin Lê này, ở Mỹ này, rồi Phin Đồng, rồi mấy cái loại như Đào Minh Quân viết tổng 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 lại nó khoảng tầm 20, hơn 20. Rồi ở trong nước thì có một số nó cứ cho khoảng 20, 30 nữa đi. Thì các anh chống cái gì, đúng không? Rồi. Mà trong khi đó là các anh luôn kêu gọi cho tự do, mà chúng tôi lựa chọn là quyền của chúng tôi. Đúng rồi. Đó. Rồi cái thứ hai nữa đó, là cái dân chủ. Thì bất kỳ một quốc gia nào thì dân chủ nó cũng phải tuân theo hiến pháp và pháp luật của quốc gia đó. Chính xác. Chứ anh không thể nói là tôi dân chủ là tôi muốn làm gì cũng được, như kiểu vừa vừa rồi có các anh đã phân tích rồi đó. Bây giờ tôi đố các anh đang đang ở bên kia đó, các anh muốn lật đổ cả Đảng Cộng sản, bây giờ tôi đố các anh ở bên đó, ví dụ các anh theo Đảng Cộng hòa, ngày mai các anh cầm cờ ra đường, đúng không? Các anh kêu gọi, các anh đòi lật đổ, xóa bỏ cái Đảng Đảng Dân Dân Chủ Chủ cho đi, tôi đúng cái, đúng không? rồi. Bây giờ tôi đố các anh luôn, Đúng rồi. mà các anh phải nói bằng tiếng Mỹ nha. Các anh nói tiếng Việt đó là người Mỹ người ta không hiểu, người ta tưởng các anh diễn hề luôn á. Đúng rồi. Thì các anh ra đường, các anh kêu gọi, các anh hô hào, đúng không? Các anh đòi xóa bỏ cái Đảng Dân Chủ đi, lật đổ Tổng thống Biden đi. Các anh làm được thì lúc đó về các anh mới dạy chúng tôi được.
còn các anh không làm được thì các anh lấy cái gì các anh dạy, đúng không? Đúng rồi. Còn về nhân quyền, các anh muốn nói về nhân quyền, như tôi tìm hiểu, như các anh chị cũng cũng tìm hiểu sẽ biết tại sao cái hành động rất là nhỏ của cảnh sát Mỹ khi mà người ta kiểm tra xe ấy, người ta hay đặt cái tay lên Gáy. cái thân xe Đúng của rồi. cái gáy xe đó. Mục đích của người ta là gì? Để sau này người ta giám định, người ta xác định được là cái xe đó người ta thực hiện nhiệm vụ, và các anh đã chống lại cái người thực thi công vụ đó. Chỉ có ở Việt Nam thì mới có cái kiểu các anh ra đường, các anh hỏi cảnh sát giao thông ấy, là mày đi tuần tra mày có kế hoạch không? Chuyên đề Nó mày có chuyên đề không? Rồi ai 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 cho mày đi tuần tra? Tôi đố các anh ở bên Mỹ đó, dám tôi không hỏi. cần nói các nước khác nha. Nước Mỹ là các anh bảo dân chủ nhất, tôi đố các anh ra đường, các anh khi cảnh sát giao thông người ta chặn lại mà các anh dám nói là mày cho tao coi chuyên đề đó. Tôi đố các anh luôn. Còn tôi nói thiệt với các anh á, nói trên diễn đàn của Thơ Quang thì nói tục quá thì nó không hay, nhưng cũng xin phép là anh chị thông cảm. Là tôi nói thiệt, các anh nói gì nói, ở Việt Nam tôi nói các anh bây giờ wifi nó tới tới nhà vệ sinh luôn rồi. Nó không phải như kiểu thời ngày xưa mà bảo là các anh nói gì cũng được, không có đâu. Đúng. Chứ còn tôi nói bây giờ trên YouTube hay là các trang mạng xã hội nó rất nhiều các cái hình ảnh nó lan truyền. Thế nên các anh nói thì phải nói cho nó đúng. Thì mới có sức thuyết phục, đúng không? Đúng Các anh nói không đúng thì không có sức thuyết phục được. Cái nữa là cái kêu gọi lật đổ, đúng không? Và xóa bỏ Đảng Cộng sản. Thì tôi tóm lại là cái xã hội nào cũng vậy, nó cũng có sự phát triển, thế nhưng mà sau cái sự phát triển nó sẽ có sự tồn tại của cái xã hội đó. Đúng rồi. Đấy, chứ không không có xã hội nào mà nó toàn vẹn hết. Thế nên là bất kỳ một quốc gia nào khi người ta phát triển lên thì người ta cũng cũng phải trải qua những cái bước mà khó khăn, giống như con người chúng ta cũng vậy, cũng phải có cha mẹ sinh ra thì dần dần chúng ta mới lớn lên được. Một quốc gia nó cũng vậy thôi, chứ không thể mà khi sinh ra mà nó phát triển ngay được. Thế nó sẽ có sự tồn tại, mà cái tồn tại đó thì từng bước các lãnh đạo người ta khắc phục, giống như ở Việt Nam cũng có những cái tồn tại của đất nước Việt Nam, nước Mỹ hay Canada hay Úc cũng đều có tồn tại của quốc gia đó. Chính xác rồi. Thế tại sao các anh không kêu gọi lật đổ cái quốc gia đó đi để thay thế bằng một cái nó tốt đẹp hơn theo theo ý của các anh, mà các anh lại cứ quay về các anh nói Việt Nam, mà trong khi các anh có biết gì ở Việt Nam đâu, đúng không? Rồi. Các anh không hề biết một chút gì về về trong nước hết, nhưng mà các anh lại nói về cái vấn đề đó. Còn cái cuối cùng mà muốn chia sẻ với các bạn á là cái việc mà thời gian gần đây mà báo chí đưa rất nhiều về cái vụ mà của Phạm Đoan Nha Trang rồi Trang. Trịnh Bá Phương các thứ đó. À. Đó. Thì thực tế ra mà nói như thế này, thì hôm trước mình có hỏi Si Lê mà nó không trả lời. À, mình hỏi là bây giờ thử hỏi nha, ví dụ như các anh mà đi biểu tình á, mà các anh bỏ công bỏ việc đi, các anh tự bỏ tiền ra, các anh lo ăn uống đi biểu tình đi, các anh đi được mấy ngày? Hỏi thiệt, các anh đi được mấy ngày? Nếu như mà bản thân các anh tự túc hết vì vì cái suy nghĩ của các anh, xong rồi các anh đi biểu tình cho cái mục đích của các anh á, thì các anh đi được mấy ngày? Thì tôi có tìm hiểu là ví dụ như là ở ở các nước á, thì người ta sẽ bất kỳ một cái gì người ta đều gây quỹ hết, mà cái gây quỹ đó là nó phục đích mục đích đó, để đạt được cái mục đích đó. Chứ còn nói thiệt như các cái dân chủ trong nước như Phạm Đoan Trang cũng vậy, nếu như nó bỏ công bỏ việc mà nó không có tiền, nó không có tiền, nó bỏ tiền nhà nó đi nó đấu tranh thì nó có đấu tranh không? Đúng rồi. Không bao giờ nó đấu tranh, đúng không? Mà nó đấu tranh mục đích là gì? Mục đích của nó là nó đạt được cái mong muốn của nó. Ví dụ như Nguyễn Văn Đài hay Cù Huy Hà Vũ các thứ cũng vậy, đấu tranh xong giờ qua Mỹ tịt luôn, không thấy gì nữa. Đó, tịt luôn, không thấy gì luôn. Rồi mình cũng tìm hiểu về chỗ trường hợp Nga Phủ Lý cũng vậy, ngày xưa cũng nằm cùng với mẹ nấm, sang Mỹ tới bây giờ còn chưa có số an sinh xã hội, chưa có hồ sơ luôn mà. Thất nghiệp. Đó, thì đấu tranh thì mục đích chính ấy, để mang lại cái tiến bộ xã hội ấy, Không thì có. không đến lượt các anh đấu tranh, Đúng. đúng không? Không đến lượt các anh đấu tranh, mà các anh chỉ đấu tranh cho cá nhân thôi. Đấy, cho cá nhân thôi, và nói lên những cái ấy, mà nó không đúng sự thật. Nó làm cho cả một cái xã hội mà nó mục đích của các ông ấy là giống như kiểu biến nước mình giống kiểu giống Myanmar được rồi ấy. Nó gây xáo trộn trong xã hội để các anh ấy
chắc là các anh có tham vọng là các anh về các anh cầm quyền đấy. Nhưng mà xin thưa là không đến lượt Đúng rồi. các anh chưa đủ trình, chưa đủ trình độ đó. Và cũng qua cái buổi ngày hôm nay thì nó cũng hơi muộn một chút, thì cũng cảm ơn Tơ Quang đã cho mình lên thì cũng chia sẻ với mọi người một chút như vậy, để cho mọi người thấy giống như lúc nãy anh Việt có chia sẻ đó, Được rồi. là ở bên Mỹ trời bắn nhau như cơm bữa luôn. Cái kênh tin tức bây giờ nó rất là nhiều, thế mình muốn chia sẻ để mục đích chính là mình không mang tính chất tuyên truyền đâu, Đúng rồi. mà mình chia sẻ lên để mọi người cùng xem rồi ngẫm nghĩ xem là ở thực tế là cái những người bên đó người ta nói có đúng hay không.